Ok, chào các bạn. Mỗi ngày mình sẽ thanh lý 5 món đồ giá rẻ, rẻ hơn bình thường nha các bạn. 5 món đồ giá rẻ hơn bình thường. Ok, đầu tiên là cái thuốc lá nha. Thuốc lá Showa Japan. Thuốc lá này thì nó có luôn cái cụm để gắn động cơ trợ lực lái các bạn. Ok, mình xả nha các bạn. Cái này hàng kho, hàng còn xài ok nha. Thực ra là mình không có thời gian đăng lên Shopee Lazada các bạn. Nhưng mà sắp tới sẽ đăng nha. Nhưng mà hiện tại thì mục tiêu là một ngày mình sẽ xả 5 món. Ok, đầu tiên món đầu tiên, thước lái Showa Making Japan. Bề ngang 1m nha. Bề ngang 1m. 1m thì nó sẽ tới cái ốc nè. 1m thì nó sẽ tới cái vị trí con ốc. Để các bạn bắt thêm. Cây này mình xả là 450k một cây nha. Hồ Chí Minh thì bao ship, còn các tỉnh lân cận thì mình thu thêm 50k. Nó khá là cồng kềnh các bạn. Ship ra Bắc thì hơn 100k. Hàng xịn nha. Khách nào xài ủng hộ shop. Món đầu tiên. Cái món thứ hai. Món thứ hai là mấy cái bộ truyền động này các bạn. Nha, những bộ truyền động này. 550k một bộ. Nặng khoảng 14 kg nha. Thì bộ này các bạn làm được gì? Các bạn có thể chế những cái bộ cắt á. Nó gồm hai cái tải đẩy cái dây vào. Ép đẩy cái dây vào. Và một cái con dao cắt. Thì mình làm hai cái động cơ bước nha. Một cái thì động cơ bước sẽ cắt, một cái thì nó sẽ đẩy vào theo cái chiều dài nhất định cài đặt. Thì bộ này mình thanh lý là 550k một bộ. Mình thanh lý hai bộ nha. Hàng nguyên zin. Hàng này là nó chuyên dùng để cắt các bạn. Ở đây nó cắt sợi dây nè. Sợi dây nó có cái kẽm các bạn. Ok, thanh lý hai bộ nha. Mình chừa lại ba bộ. Ba bộ mình để nghiên cứu thôi các bạn, tại vì nó nhiều quá. Đây là món thứ hai. Cái món thứ ba mình thanh lý á. Chắc cái cục này các bạn. Cục này hàng của Nidec. Hàng Nidec nha, hàng xịn. Nó thì cục này nó không động cơ các bạn, nó chỉ có một bộ giảm tốc cộng với cái phần ly hợp nha. Cái phần này phần ly hợp, phần này phần giảm tốc. Cốt ra là cốt răng cực lớn. Còn cái phần bắt động cơ vào thì chắc là từ đây các bạn. Đó, chứ hết chỗ bắt rồi. Này là phần động cơ giảm tốc. Này phần ly hợp nhé. Không có động cơ. Ở trên đây thì nguyên zin nó có một cái bo điều khiển nè. Cái điều khiển các bạn, nhưng mình không có rõ điều khiển như thế nào nhé. Nên khách nào mua về nghiên cứu. Cái này mình thanh lý là 800k. Nhôm nguyên khối. Hàng Made in Japan, hàng nội địa nha. Năm sản xuất 2012. 800k SOTA. Cái này tải siêu lớn nha. Lâu rồi mình có mở cái bánh răng nó ra. Tỷ lệ cao, khoảng 1/80 các bạn. Đó, chế tờ chế gì cũng ngon. 800k. Món thứ ba thanh lý nha. Món thứ ba thanh lý. Món thứ ba thanh lý là cái gì ta? Nhiều đồ quá. Nhiều đồ quá ta. Không biết cái nào luôn các bạn. Có một khách hỏi cái máy khoan nhưng mà mình đang để xài nha các bạn. Cũng có một khách hỏi máy tiện. Cũng có nhiều khách hỏi. Cái món thứ ba chắc là cụm này các bạn. Cụm trục A nha. Cái này bữa mình đưa vào cái bo điều khiển vào mình điều khiển nó quay á. Cụm này mình thanh lý 800k nha. Hiện tại đang bán 950.
luôn cái bo điều khiển đó. Còn thanh lý thì 800k, nó là hai trục A ghép lại nha, hai trục A vuông góc với nhau 90 độ. Ở đây là một cái động cơ nè, nó sẽ kéo qua dây cu ro nè, nó quay cái trục này nha, quay trục này. Còn cái đây thì nó qua động cơ nè, nó quay cái trục trên đây, tức là cái trục này với cái trục này nó nằm lệch với nhau 90 độ nha, 90 độ. Bộ này made in USA, luôn cái bo điều khiển nhưng mà không biết xài, nên khách nào có xài được thì xài. Made in USA, made in United States, hàng nó xài động cơ bước 2 pha, động cơ bước 2 pha step 57, gồm một con 57 ngắn và một con 57 dài nha. Cụm này 800k. 800k ok. Để luôn cái bo nha, vậy các bạn có xài được thì xài. Ok, cụm thứ đây là món thứ mấy ta? Tới thứ ba quá. Thứ tư và thứ năm á, chắc mình thanh lý cái này nè các bạn. Cái giảm tốc. Giảm tốc chạy điện 380 nha, 3 pha 380. 3 pha 380. Nó là 90W nha các bạn. 90W 380 nha. Chạy điện 3 pha. Nó có luôn một cái thắng từ các bạn, có luôn thắng từ. Có hai dây thắng từ. Hai dây này sẽ là hai dây thắng từ nha các bạn. Hai dây thắng nha. Hai dây thắng thì nó để là 220 nha. Nó để 220. Còn ba dây 3 pha thì là 380. Nha, hàng. Còn cái giảm tốc á, thì nó tỷ lệ là 1/75. Tỷ lệ lớn nha. Các bạn kéo thoải mái. Còn cốt đầu ra thì hình như là 20. 20. Cái cụm này mình thanh lý 650k nha. Nha. Khách nào mua được thì mua 650k. Giá cực rẻ. Cái này bạn làm tời cũng được nha. Cái này nó thông quá nha các bạn. Ở mặt sau các bạn mở cái nắp đây, cái nắp nhựa ra. 650k. Nè, khách nào xài thì mở cái nắp nhựa này ra, nó sẽ có một lỗ thông. Cái lỗ cốt cụ thể thì mình để mình đo nha, chứ để về nhiều khi lại không phù hợp. 18 nha các bạn, 18. Món thứ tư 650k. Cái món tiếp theo thứ năm, à là cái này. Cái này bữa một anh khách cũng đang hỏi. Một anh khách cũng đang hỏi. Cái này là đầu tiên đói cốt trước nha. Cốt phi 20. Cốt phi 20. Bạn nhìn thông số. Hộp số 1/40. Động cơ 50W 200V. Made in Japan, GTR. Động cơ này 3 pha các bạn. 3 pha. Hàng chưa vệ sinh. GTR rất là đẹp. Hộp số. Khách nào muốn chạy cốt hai đầu thì mở cái nắp này ra nha. Này nắp nhựa. Nó có luôn cái encoder các bạn. Động cơ 3 pha 200V. Ok, cái này là 650. Cái cụm này mình thanh lý 550k nha. Đó. Giá rẻ cho khách nào về xài. Xài biến tần 1 pha ra 3 pha 200V. Hàng chưa vệ sinh nha. Khách nào mua mình sẽ xịt cồn, mình vệ sinh sạch sẽ. Ok, đây là món thứ 5. Ok, cảm ơn quý khách đã theo dõi video nha.